Quy xin chào bạn. Quy đang ở nhà của anh Giang Ca, anh Giang của kênh Trường Giang Săn Bắt. Nhà anh thì ở ấp Hòa Thạnh, Bình Tân, Gò Công Tây của tỉnh Tiền Giang. Rồi, mấy anh em vừa đi săn bắt đào ở bên Cần Đước, Long An á, mới vừa về tới nhà luôn. Rồi, anh em chuẩn bị làm mồi luôn các bạn ơi. Vô đây tham quan cái hồ rắn của anh nè. Ôi anh Hào. Thôi đừng anh Hào. Nè. Con lột da. Đây là cái đứng bắt trước Giang Ca. Đây là mấy con rắn độc mà na Giang Ca bắt không các bạn, đào bắt không. Con đang lột hả? Góp ý mình là tham quan lại con đang lột. So there's all cobras, rắn độc. Wow, you can wow. That cái người bạn các bạn ít thấy mặt trong cái kênh mà Trường Giang Săn Bắt là anh Hoàng nha bạn. Cameraman. Crazy. Này vậy chuẩn bị cho đi vô hổ. Xả được không? Xả ăn được chưa? Ghê không? Hả? À? Hầu rắn mạnh. Cái này anh tính hôm qua anh tính bằng rồi nè. Nhưng mà thiếu có rượu. So all rắn độc. Rồi dạ. Nè. Wow. Cái này là nghề của mấy chuyên gia nha bạn. Bạn không thử nha. Bạn trẻ không nên thử nha. Bự. Hổ đất hay gọi là hổ mang bành, có người gọi là hổ chì các bạn. Trong đó có ba con có trứng phải không? Khè. Đẻ hết hai rồi hả? Nghe nó khè. Ghê quá. Có không mới gặp hả? Mới gặp. Khè. Này nè. It's crazy. Nè. Này nè. Ôi. Trời ơi. Trước là kia đâu đi đâu anh ơi. Mới đem về. You see that? Oh man. Đó. Bây giờ ca cho anh Huy mở màn mắt nè. Ơi. Con này rất là to các bạn. Nhìn bằng cầm tay của anh Giang. Đây lần đầu tiên chứng thực ở ngoài đời luôn rồi, khỏi phải coi ở Thái Lan gì hết các bạn ơi. Đây là rắn hoang dã luôn nha các bạn. Canh đầu tiên đó. Trời đất tư. Trời ơi anh hùng rắn kìa. Mình nhắc lại nha các bạn, cái này là của chuyên gia nha. Chuyên gia người ta có thể nha các bạn. Mấy bạn không nên thử nha. Cây ngắn quá. Con này cân rưỡi sáu chưa chưa có hơi men mà làm lại khoan lãng. Giữ ra đi, giữ không cành chó nằm cành chó vô ông xử mày vậy. Có cần cho quên anh không? Lăn vuốt rồi còn nguyên si đàng hoàng á. Giống vừa đâu. Nè bạn thấy không? Nó nắng nè. Khủng khiếp chưa bạn? Luôn nè nè miệng nè coi miệng đàng hoàng nè, không có cột, không có bịch, không có ấy gì nha bạn. Nè đưa anh còn nguyên con này mấy ảnh mới bắt đây nè, bây giờ rắn hoang dã hoàn toàn nha con anh. Nó lấy dao con anh
Trời ơi. Trời ơi. Đưa tin là trời ơi. Dạ đúng. À, ba rùa lần đầu tiên được chứng thực biểu diễn rắn ngoài đời luôn các bạn. Ở Việt Nam luôn nha các bạn. Một người nông dân chuyên gia bắt rắn. Ôi giời nè. Nè quay. Nè. Bọc rắn luôn nè. Đó. Rồi đây nè, thành quả anh em săn bắt nè, giờ anh em cũng chuẩn bị làm chế biến món luôn. Another snake right there. Stripes. Black and yellow. Đây, ở đây có con rắn này mới nguy hiểm nữa bạn. Đó. Nó cắn nhiều khi không có đau nhưng mà cực kỳ nguy hiểm luôn. Đó, các bạn thấy cận cảnh nè. Khoan đen khoan vàng. Cặp nông cặp nia, dòng họ nhà nó bạn. Cặp nia thì khoan đen khăn trắng, cặp nông thì khoan đen khăn vàng. Mấy anh em cũng khá chu đáo, sợ săn bắt không có, mấy anh có chuẩn bị lòng bò được sẵn nè. Nhưng mà săn bắt vượt mong đợi luôn các bạn. Đây luôn. Anh Giang, cái ếch này mình sẽ làm món gì? Mình là chiên giòn. À, ếch chiên giòn. Anh Giang, anh chỉ để chiên giòn là để da luôn nha các bạn. Đâu có. Toàn ếch cá. Lấy một con đực để chỉ cho. Không có con bóng. Biết cái con nào con đực một cái. Không có hành. Có cái bong bóng to màu đen khi nó phình ra nó to. Bạn thấy mấy anh miền Tây cũng giỏi không? Người thì mần cá nè, người mần bò, anh Giang thì mần ếch. Ếch ngon, cá rô động như bình thường. Ý là nói cá rô động là bình thường, cái này mới ngon nè. Chứ cá rô động ăn hoài á. Đấy. Ổ trứng rắn đây nè. Rồi răng hổ nó đẻ luôn nha. Quay cái này quay hết luôn. Rồi cái răng đầu. Răng cái để ấp quá. Ấp thì tròn á. Thấy quay ngay chỗ cắt không ha. Cái này là gì, món gì anh? Cứ quay ngay chỗ cắt không. Cắt bò. Cắt bò. À. Súng đạn các bạn, cái kia là súng đạn. Còn này á, trứng rắn anh. À trứng rắn. Uống được mấy lon mấy chai? Yeah, no, mấy lon, ok, biết mấy lon. Hôm nay không biết, chưa ăn. Bình thường, cause gum roll. I don't know how to say, is it say like a gum roll? What is a shot? Like một ly. Oh, một ly giống như bia. Dạ. Ah, ok. Cause uống bia nhiều hơn. I don't know how much. Không biết, chưa biết. Uống đi con. Uống với tôi á, bệnh á. Viêm họng nè. Không không à, lấy cái ly cũng được. Là cái màu gì vậy? Nó không xả. Beer ready. Yeah, beer on ready then. They chew in the bucket. Có bia ướp lạnh sẵn trong trong thùng nãy anh ta mới đem tới. Hết ảnh cuộn tròn lại các bạn. Này để mình chiên nó không có mình phải cuộn gì ha anh? Không, mình hình à cho đẹp thôi.
Không sao, không sao. Thôi đừng nước ghê, đừng nước ghê. Cao lên là đó. Nữa thêm mấy thêm cái nữa. Chờ ở đây mà cũng có bạn cao bằng Dustin hả bạn? Lấy luôn chứ, bạn lấy hai ghế nha. Bạn cao ghê ta. Bạn Tâm nè, đây bạn Tâm cao bằng Dustin luôn. Mấy này hũ mấy hũ rượu cốt để ở nhà nè các bạn. À. Cái này bắt căng tí chưa hết. Chưa đầy đủ á. Này mới bỏ rượu bỏ rắn chưa bỏ bỏ thuốc à. Chưa đủ rắn. Loại này thì nhiều mất tiền hơn bạn. Này phải 2-3 triệu. Này, nhiều con. Các bạn thấy đông vui không? Trong bếp cũng đông vui. Mọi người thuận tay. Có một con bít chấm. Đây anh em cho ra vườn nhậu bạn cho mát. Đằng sau có vườn chuối khổng lồ luôn. Lấy gì gãy chua không? Đây, món đặc trưng khó phải khó được có lắm nha các bạn. Anh Giang dùng để khách quý nè. Trứng rắn. Dạ, đọc lần nữa anh, số điện thoại anh Giang nè các bạn. 0354 808 925. Dạ rồi, em cảm ơn anh Giang. Rồi. Số điện thoại anh Giang các bạn. Mấy bạn muốn mua rượu rắn nha. Rắn này không có nuôi nha các bạn, rắn bắt hoàn toàn nha các bạn. Rắn tự nhiên. Bạn nào thích rượu rắn thì gọi điện liên hệ anh Giang. Chỗ nhậu tuyệt vời các bạn, rất là lý tưởng. Gió mát cực kỳ. Đi luôn đi. Đúng rồi. Chó này là chó hạnh phúc nhất nè bạn, có thể đi khắp nơi cùng chủ luôn. Làm như trâu, chó. Đi thở như chó nữa chứ. Mình thấy nó mới ra, thấy đào tưởng là ra đào chuột, ai ngờ đào cái lỗ để chui vô nằm. Rồi. Nó tìm được thương à. I don't think I've ever had thử trứng rắn luôn. Chưa ăn. Chưa ăn. Ăn thử tìm test thử trứng rắn. Test thử. Ăn coi có độc không? Trứng rắn độc mà không biết có độc hay không. So it's a hard boiled. Sáng mai mới biết độc không được. Sáng cũng vậy á. It's actually pretty good. I think it's better than a normal chicken egg. Ngon á, bạn. Yeah, rất ngon. Bạn ngon. Ăn ngon trứng gà. Yeah, ngon hơn. It's actually really good. Wow. Ăn tôm kho. Ăn này tôm kho thanh lý nha. Đây thanh lý, đây thanh lý trước đây. Đây, cho vô đây, ba cái hàng thanh lý này nè. Lòng bò hầm xả nè các bạn. Tìm địa cái đồ trứng rắn nó khoái. Ngon, bạn khen ngon, ngon trứng gà luôn. Ngon mà. Không nào có dính nào hả? Mấy bạn mồi rất là giản dị nhưng mà không phải có tiền là mua có các bạn. Nhất đặc biệt là cái trứng rắn kia nha các bạn ha. Ít đồng nè. Ít đồng rắn này. Này. Rơm. Món đặc biệt là rắn hổ mang. Rắn hổ nha các bạn, chứ không phải đơn giản đâu. Thì
Thì đủ chén chưa? Thì đủ hết chưa? À, đủ rồi, đủ rồi. Quá. Thử đi. Còn cái chén của anh đâu có ăn đâu. Thì mình sẽ hỏi tên, tại một số anh em mình có biết nhưng mà một số anh em mình chưa biết, mình sẽ xin hỏi lại để mấy bạn ở đây. Thì Dustin mấy bạn biết rồi, Việt Nam Miss Dustin là kênh của bạn ha. Dạ, có là anh Giang, anh Giang nè, anh Giang là cao thủ chuyên bắt rắn ha các bạn. Đây đó có bạn Tâm cũng bắt rắn rắn rất là giỏi. Cameraman là bạn Hoàng. Em là khỏi cần chỉ với em cái vụ. Anh xin anh giới thiệu là anh Hào. Anh Hào. Bình Ninh Chợ Gạo. À, Bình Ninh Chợ Gạo. Mời cả nhà nha. Ông chủ vườn dừa mấy mẫu dừa. À. Này là chủ trại mộc. À, anh Phương. Anh Phương. Anh Hiền phải không ạ? Anh Phương, anh Hiền. Vô. Vô đi. À. Vô. Anh trai. Dạ. Nghe đâu ta? Rồi. Ô! Đúng tin. Chuyện cái ca nước của anh đây lên lót cảnh ca nước anh. Dạ cho quý anh lên lon đi, lon thôi được. Uống lon thôi. Một lon thôi. Rồi chưa chưa vậy chứ. Rồi, cảm ơn. Rồi vô. Vô. Chắc vô đó tin. Nay rất là háo hức và được gặp anh em được đi săn cùng. Bây giờ bắt đầu nữa. Trải nghiệm những món ăn này nữa thì quá tuyệt vời rồi. Bữa ra dân ta. Ba cái hàng bằng kho này. Cả nhà ơi, mồi bén không bạn ơi. Vô. Mời anh em nha. Rồi mời cả nhà luôn. Mình hai ba cái đi. 1 2 3 vô. Nhậu ha, nhậu hoài ha. Nay được trải nghiệm coi già hung rắn nữa. Nhậu hoài. Tôm con. Sao vậy em để vậy em mập mập hoài vậy? Sao? Bé đã kéo vô vậy ha. Trời. Mỗi ngày uống hết ai còn nữa con cứ ai hết cứ lên bia vậy á. Cứ lên. Đây á tính được bằng lon. Trời ơi. Yêu rồi cho đó anh đi uống bị cũng vậy. Đã rồi đó hả? Đã rồi đâu rồi? Dạ. Trời ơi. Có nước thỏ bò nè. Thấy thịt bò lắm. Ừ. Đó đúng thổi ra bụi. Bay. Đây, đây. Cá nó đâu ăn, không có cá. Không có cá được cho nó cá. Không có cá. Bò. Ống bù lên đấy. Mặt cá chơi giờ mới lấy được. Mặt cái mặt nhìn mặt đâu. Bò cá. Bò miêu luôn. Cá miêu á. Bò ăn chú đây. Giận luôn, giận luôn. Cái mượn cái có ăn. Dở bắt rồi không biết nào cản, đừng bắt à. Chuồng cá. Chuồng bằng cá đó. Trời ơi, rôm mà ta ra ngoài như vậy. Rôm vô. Ê, chiên rôm phải ăn rôm à. Đây. Cũng ghê, sợ kia không đủ. Sao trứng này kia nó bỏ cho hai chục bộ bé không đủ nhỏ vậy khổ không ăn con nữa đi không ăn hả không ăn hết có cái con cá lăng hết à đúng rồi có cái này con chó mà khôn á tao nói cho mày là phải rút kinh nghiệm chó khôn không bao giờ ăn hết. Con này nó đâu khôn đâu. Nó trên bị chỗ nào cái nó bươi. Cái đó là nó khôn lắm. Cái đó là quá khôn. Đánh tưởng người sao ai ngờ bươi xong cái quậy à. Ra đồng người ta nóng quá, người ta phải bươi, đừng cho mấy cái hơi thở, người ta nổ cái thân của ta. Chứ anh nghĩ đi, là khôn theo cái kiểu của nó, còn theo nó theo cái ý của anh đâu phải là gọi là chó khôn. Nó đi lạc cái bồn mà lạc cuối cùng đi kiếm cái bồn ra chỗ quán lúc mình đi chợ đi ra ghé quán nước á. Đi lạc lúc kia có mấy cái số đâu mà. Đi nghe trời hát thôi. Có câu thì là bạn hát trời, bạn tự sửa. Nhưng mà nó không bình thạnh, nó là thằng... Bên đây Tân Bình không có Tân Bình chưa tới
Nếu mà nó vậy là nó dính cái gò giáp. Ông anh thứ hai luôn. Đâu rồi? Cách đi không? Gò giáp qua hoặc là nó dính gò giáp với bao rồi. Lại vô đi. Dùng. Kén à. Rồi. Tất tin được anh em quan tâm chăm sóc cho thử đủ thứ luôn. Không bê đê. Ông chăm nó chua. Không sao. Cái đó là cái cuốn. Gỡ ra cái cuốn này nè. Hi Minh á. Không ăn ở giữa. Dạ dạ. Rồi đến đây mình cũng xin kết thúc clip cho các bạn. Rất là vui khi được đến đây cùng anh em ngồi đây hàn huyên tâm sự. Trải nghiệm những cái món mới của anh em Gò Công. Thì qua đây qua clip cũng rất cảm ơn anh em đã đón tiếp mình với Destin rất là trân trọng. Thì xin chào anh Giang, em cũng chào luôn. Dạ, đó anh Giang dạ. Ca, anh Hào rồi chào với bạn luôn nha. Chị em chào các anh. Rồi, rồi Tâm nữa nè. Nhưng mà là nói chung. Dạ, đó. Đó, mấy anh em chào luôn. Nhưng mà... Cái món này chỉ ơi Gò Công nè. Nhưng mà mình, ông anh em bên đây vô giao lưu. Dạ. Đi bớt đắng mà không có đói, nhưng mà kiếm được bớt hết để cho anh em... thưởng thức. Dạ rắn bị mần âm độ. Ủa nãy nhiều lắm á, em thấy rắn nhiều lắm á nha. Một cái tô đó là thấy bao nhiêu con rắn trong đó đó. Đâu phải ai cũng ăn được đó đâu đúng không anh? Ra quán dễ gì anh kêu được vậy. Không có trứng. Hiếm lắm à. Dạ. Hồi nãy mình ăn rắn nhiều lắm á, người ăn cả con. Rồi Quy cũng con, cảm ơn các bạn luôn con, đồng hành cùng Quy. Sang sẻ những tình cảm, những cái lời chúc những cái để chúc tốt đẹp đến Quy và những anh em ở đây. Mà cảm ơn tất cả các bạn rất rất nhiều. Bữa nào quẩn rảnh quẩn có thời gian á anh em chơi. À, mấy bạn thấy anh em người ta rất là quý. Nãy giờ ta nói cái câu đó không biết bao nhiêu lần rồi, hết anh em này tới anh em kia đấy, cứ quẩn cứ rảnh là xuống anh em đi chơi, dẫn đi bắt cá bắt rắn bắt ếch. Hiểu đây hiểu đây nè, rắn độc. Một chu. Nhưng mà anh thấy hôm nay rắn thấy sao? How you feel when he kissed the cobra? Cảm thấy thế nào khi mà hôn con rắn hổ? Em sợ. em bị đê. Bị đê. Sợ là bị đê. Thấy cũng ngán các bạn. Lần đầu tiên mình trải nghiệm mình thấy anh Giang hôn con rắn mà nữ con rắn ngoài đời vậy. Mình chỉ coi trong clip là ở Thái Lan người ta có cái show đó thôi. Hôn rắn không mai miệng. Đó nãy có mở miệng rắn rồi không bẻ răng cho các bạn coi luôn. Okay. Đây là rắn hoàn toàn là bắt tự nhiên các bạn, không có bắt về thả đó đó. Anh cũng bị rắn cắn. Nên cái này thì chỉ chuyên gia thử thôi nha. Mấy anh em không nên thử nha. Các bạn không nên thử ở nhà nha. Bây giờ cái rắn độc các anh không sao á. 90 lần rồi. 11 lần. 11 time. Yeah. Cobra. Bite. Bit him 11 time. Cái tay. Rắn tay này nè. Đó. Bự quá. Nè. Nè. Cái tay. Thức nè. But một chút xíu nói tiếng Anh quý. Dạ tạm biệt mọi người. Rồi rồi, ok. Gặp lại. Bye bye. Thôi giờ tiễn khách. Dạ trời. Bây giờ nè, nếu không giận không cho về. Anh Giang nói xuống đây phải có ăn xong phải có chơi. Cho chơi xong rồi chơi đã mới về, là bỏ rắn ra cho chơi đã rồi cho về. Nói sai rồi, bây giờ chơi ăn là phải có chơi. Được vậy. Lại he said eat drink and have to play. He left the cobra out for us to play before get home. Ăn là phải chơi.
nói anh em vui chơi vậy. Ok. 3 người 4 người hả?